Có thể bạn hay đi máy bay nhưng lại không quan tâm nhiều đến việc chọn chỗ ngồi trên máy bay. Tuy nhiên trên thực tế, nếu chỗ ngồi phù hợp thì hành trình bay của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu một ai đó biết cách làm thế nào để có một chuyến bay thoải mái hơn cả thì có lẽ người đó chính là phi hành đoàn. Máy bay chính là văn phòng của họ và họ biết tất cả những bí mật của nó. Dưới đây là một số lời khuyên của Johnny Nelson, một chuyên gia về hàng không, về cách làm sao khiến cho bầu trời trở nên thân thiện với bạn hơn. Johnny Nelson người Anh là một người nổi tiếng trên truyền thông với chương trình Johnny the Pilot. Anh thường viết blog về du lịch và tất nhiên, anh cũng là phi công của một hãng hàng không thương mại. Nelson đã chia sẻ một số kinh nghiệm và quan điểm của mình về việc đặt và chọn chỗ ngồi trên máy bay sao cho thuận tiện nhất với nhu cầu của bạn, như để có giấc ngủ ngon, có không gian nghỉ ngơi và ít chịu tác động của sự rung lắc. Hãy cùng tham khảo những lời khuyên của Johnny Nelson và đưa ra sự lựa chọn phù hợp. 1. Chỗ ngồi sát cánh máy bay. Nhiều máy bay lớn thường bay rất cao. Theo Nelson, nếu bạn ngồi ở gần giữa sát cánh máy bay, bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến của máy bay chống lại các yếu tố sau. Ở càng gần phần giữa của chiếc máy bay khổng lồ, thì các lực như lực nâng, moment xoắn, gió, trọng lực, lực kéo và lực đẩy sẽ làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn, hay nói cách khác bạn có một chuyến đi dễ chịu. Những lời chuyên môn của Nelson chỉ để nói rằng khu cánh máy bay này là nơi lý tưởng nhất với người dễ say vì nó ổn định nhất, giảm thiểu tối đa sự rung lắc của máy bay khi cất và hạ cánh hay khi đi vào vùng đối lưu. Nelson không đề cập đến những gì bạn nên làm nếu như bạn nhìn thấy một con quái vật hung dữ bám vào động cơ của chiếc máy bay bên ngoài cửa sổ của bạn, nhưng tốt hơn hết nếu thấy gì đó bên ngoài cửa sổ, bạn nên ngay lập tức thông báo cho tiếp viên. 2. Có nhiều cách để bạn có một giấc ngủ tròn trịa. Về cơ bản, Nelson nói rằng để được yên tĩnh, bạn nên tránh ngồi ngay chỗ động cơ của máy bay. Chỗ ngồi của bạn ở hàng ghế đầu được xem là vị trí khá lý tưởng, nó cũng tuyệt vời như hàng ghế hạng nhất. Đây là những lời khuyên dành cho sự thoải mái, chứ không phải là để tiết kiệm, nhưng nếu đó không phải là lựa chọn của bạn thì Nelson đưa ra gợi ý khá thú vị. Bạn hãy chọn một chỗ ngồi ở hàng ghế sát lối đi, nhưng nhớ là nó phải cách xa buồng vệ sinh và phần đuôi máy bay. 3. Với người có đôi chân dài, mặc dù bạn không thể cất đồ của mình ở ngay phía trước chỗ bạn ngồi, nhưng những ghế có vách ngăn hoặc có rèm cửa được xem là chỗ tốt nhất để duỗi chân thoải mái. Nelson cũng khuyên bạn nên kiểm tra, check-in, chuyến bay trực tuyến trước để lựa chọn chỗ ngồi xem nó có bị gò bó bởi chiều cao của bạn không. Nếu điều đó là quan trọng với bạn, Nelson chia sẻ, gần đây tôi đã bay sang Geneva trên chuyến bay Airbus A319. Theo kiểm tra trực tuyến vé có chỗ ngồi ở hàng ghế số 10, dãy ghế B, C, D và E là hàng ghế tuyệt vời, nó có lối thoát hiểm khẩn cấp. Anh nói rằng thật vô cùng lý thú nếu bạn đang ở trên một máy bay Boeing 787 Dreamliner, tất cả các dãy ghế số 30 có chỗ duỗi và để chân thoải mái, tuy nhiên nó gần với phòng tắm. Thông tin thật hữu ích. 4. Bạn muốn thoát hiểm nhanh, ở phần đầu, giữa và cuối máy bay đều có thiết kế cửa thoát hiểm. Để thoát hiểm nhanh, bạn nên lựa chọn những hàng ghế ở gần cửa thoát hiểm nhất, hoặc ngồi ở khoang VIP trên cùng, ngồi gần lối đi. Hầu hết các hãng hàng không đều có dịch vụ đặt chỗ trước, bởi vậy, trong quá trình đặt vé, bạn có thể chọn chỗ ngồi phù hợp nhất với mình.